Kính thưa quý vị, Tổng thống Bill Clinton lên tiếng về tình trạng tài chính của gia đình. Tin từ New York, các nhà phê bình hiện đang ra sức tấn công bà Hillary Clinton vì những phát ngôn viên về tình trạng tài chính của gia đình Clinton. Hồi đầu tháng này, bà Clinton đã từng chia sẻ về việc hai vợ chồng bà bị phá sản sau khi rời khỏi tòa Bạch Ốc vào năm 2001. Mới đây, Bill Clinton đã lên tiếng để làm rõ lại những phát ngôn của vợ. Theo vị cựu tổng thống này cho biết, vấn đề thực sự ở đây là khi đã giàu có, liệu người ta có phớt lờ những khó khăn mà người khác đang phải đối mặt? Theo các nhóm ủng hộ Clinton đính chính, những bình luận của bà Clinton chỉ mang nội dung về việc đóng thuế.